Xin chào, Minh Sùa xin hoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng quay trở lại với một chương trình đầy thú vị và hấp dẫn trên đài truyền hình Vĩnh Long. Chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Yeah. Quý vị thân mến, rất là vui khi được gặp lại tất cả mọi người. Bởi vì là hai mùa vừa qua thì chúng ta đã có cơ hội đồng hành với nhau trên sân khấu. Và mùa mới chúng tôi lại có những điều rất là mới. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Minh Sùa một lần nữa khám phá sân chơi của Truy Tìm Cao Thủ. Xin mời! Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và làm quen với bốn nghệ sĩ của chúng tôi. Đầu tiên xin được giới thiệu một chàng trai rất là lịch lãm và trong chiếc sơ mi trắng. Xin được giới thiệu ca sĩ, diễn viên Chí Thiện. Xin chào Minh Sùa, xin chào tất cả các bạn chơi và Thiện đã quay trở lại với Truy Tìm Cao Thủ. Và đây là một cái game mà Thiện rất là thích tại vì nó là trò chơi tâm lý nhiều hơn. Và cái quan trọng nhất là mình sẽ xem ai là người diễn xuất tốt nhất. Chính xác. Để coi giấu được thân phận của mình. Nhưng mà với kinh nghiệm là một diễn viên, không biết là Thiện có nhìn thấy được ai đang diễn, ai đang thật không? Không, kinh nghiệm diễn viên không có xài cho chơi game nhiều. Cảm ơn Chí Thiện và hy vọng rằng ngày hôm nay bạn sẽ không thua nhé. Ok. Và tiếp theo xin được giới thiệu một cô gái rất là dễ thương trong một chiếc váy trắng của mình ngày hôm nay, rất ngọt ngào. Xin được giới thiệu Huỳnh Hồng Loan. Xin chào anh Minh Sùa và khán giả đang xem chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Mình là Huỳnh Hồng Loan. Hôm nay thì đây là lần đầu tiên mà Loan đến tham gia chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Hy vọng là các anh chị và các bạn ở đây sẽ nương tay với nương tay nhẹ tay với Loan thôi. Và ngày hôm nay em có thân với ai ở đây không em? Dạ ở đây thì em không có thân cho lắm, chỉ có 5-6 năm thôi. Đó chính là em Tam Triều Dân. Alo. 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 Dạ quý vị thân mến, đó chính là một cái nét diễn rất là chân thật của Tam Triều Dân. Sao bé, có người bạn nói là thân cũng 5-6 năm rồi, hôm nay tham gia chương trình chung với nhau thì em có một cái kế hoạch gì chưa? Dạ, lần đầu tiên phải chào tất cả các khán giả đang xem chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Và ngày hôm nay thì Tam Triều Dân cũng đã quay lại với chương trình. Và em cũng chỉ muốn nhắn gửi một cái điều đến người chị thân thiết của em là ngày đó khi ở chương trình Truy Tìm Cao Thủ, em Tam Triều Dân đã ở vị trí đó. À. Và kết quả của em là thua sạch sạch sạch. Em ơi, em nói như vậy tự nhiên Loan bị quéo nhẹ trong người. Ừ, con em của em kỳ quá anh. Không em à, mùa mới có sự thay đổi. Cho dù mà ai có bị loại ở một cái giây phút nào đi chăng nữa cũng sẽ ngồi ở hàng ghế bên đây để xem show em ơi, để coi được những cái bộ mặt chân thật nhất của những người chơi còn lại, họ sẽ diễn như thế nào. À, quý vị thân mến, người cuối cùng là một chàng ca sĩ, diễn viên mà có rất là nhiều sự nội tâm bên trong. Luôn luôn có sự ấm áp nồng nàn. Xin được giới thiệu Khắc Minh. Lần này cũng là lần đầu tiên của em Minh Sùa. Em rất là lo sợ và hồi hộp. Em ơi. mọi người khoan, đợi xíu. Đợi xíu. Gì qua tán em hả? Cái búa. Bóp gỡ cái mặt nạ ra. Cái ghét dễ sợ. Bốn người chơi ngày hôm nay ở đây mới có bước đầu thôi, chúng ta thấy là nhiều cái sự đấu đá rồi phải không? Thôi thì chúng ta sẽ bước vào cái tập thi đấu này để biết được xem là những thẻ quyền năng của mình nhận được là gì. Chúng ta sẽ có bốn thẻ quyền năng. Cao thủ, đây chính là nhân vật nguy hiểm nhất, là người biết đáp án cho tất cả mọi câu hỏi. Tuy nhiên, để che giấu thân phận thực sự của mình, họ có thể sử dụng chiến thuật trả lời sai để đánh lừa ba người chơi còn lại. Khi trả lời sai, họ cũng sẽ bị trừ 1/2 điểm số của câu hỏi đó. Phong tỏa, khi bị loại, số điểm của người này không bị chia đều cho những người chơi còn lại, mà sẽ được bảo lưu để so sánh điểm với những người chơi còn tồn tại đến vòng cuối cùng. Chuyên gia dịch chuyển. Khi bắt đầu cuộc chơi, chuyên gia dịch chuyển sẽ chọn một người chơi bất kỳ trong số 3 người chơi còn lại. Nếu người chơi này bị loại, thì người dịch chuyển sẽ được hưởng toàn bộ số điểm của người chơi đó. Số điểm của 2 người chơi còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. Người hoán đổi. Khi bắt đầu cuộc chơi, người hoán đổi chọn một người chơi bất kỳ trong 3 người còn lại. Nếu người chơi này bị loại, người hoán đổi sẽ được chức năng của người chơi đó, kể cả chức năng cao thủ. Với cao thủ, nếu có thể tồn tại được đến vòng cuối cùng, thì sẽ được cộng thêm 100 điểm vào quỹ điểm của mình. Trừ cao thủ, ba nhân vật còn lại chỉ được sử dụng quyền năng của mình một lần duy nhất theo chiến thuật của mình để nâng cao số điểm. Rồi, kính thưa quý vị, quan trọng thời khắc này đã điểm. Thôi thì cũng có người chơi mới, người chơi sao. Thiện chơi mấy lần rồi? Thiện chơi lần này lần thứ hai. Lần thứ hai, bốc sao nha. Thường cái người đầu tiên á, anh nghĩ là mình nên có một cái số phận, đúng không?
mình bốc thăm một cái ngẫu nhiên. Dạ. Đó, okay, anh bốc giùm em rồi. Hai người số 2, đây, thiên thần áo trắng chung với nhau. Số 2, 1, 2, 2. Ok, rồi. Đây là một tập rất là đặc biệt cho nên thôi tự luôn. Một cái phần bốc thăm giả trân. Chúc các bạn sẽ chơi thiệt là vui ngày hôm nay. Vỗ tay lên. Okay. Bây giờ hãy xem từng nét diễn rất là chân thật nha của từng thành viên ngày hôm nay, xem mình là ai. Thiện coi trước luôn. Thiện thôi đem coi coi. Hey. Vô à? Vô. Dữ. Dữ. Muốn nói gì không Thiện? Không. Dữ. Rồi sao Loan em sao? Đây để em xem nè. À nha. Đầu để coi nét diễn à. Đó. Ghê lắm anh rồi. Minh, tới em. Anh hả? À, anh là người có chức năng. Ở đây ai cũng có chức năng hết. Đúng. Ở đây ai cũng có chức năng hết mà. Tôi còn có chức năng mà. MC đó. Chức năng dẫn chương trình đó. Nào, dân. Wow. Hi, hi. Wow. Quý vị thân mến, bốn người chơi đã biết được thân phận của mình ngày hôm nay là gì. Và đầu tiên xin được động viên cho bốn người chơi bằng số điểm mà chương trình cũng muốn có điểm để mà trừ thông qua từng vòng thi. Chứ mà công để âm điểm cũng kỳ. Dạ, 50 điểm cho mỗi người chơi. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi bước vào truy tìm cao thủ vòng thi đấu thứ nhất. Do team xin mời. Quý vị thân mến, truy tìm cao thủ đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu đầu tiên mang tên Do Tìm. Chúng ta sẽ có hai gói câu hỏi kiến thức và tư duy để cho bốn người chơi sẽ bắt đầu tuần tự lựa chọn và mở ra cùng nhau trả lời qua ba vòng thi. Và hai gói câu hỏi như sau. 1, 2, 3 chính là những câu hỏi đơn giản. Trả lời đúng thì mình được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Từ số 4 tới số 6 là những câu hỏi khó hơn. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Rồi, ai chọn trước cho tay? À, nhường cho em đi. Cho người em chơi lần đầu, đầu đi. Ok, à, người chơi mới, mời Loan. Tư duy số 6. Hay ôi lắm. Hồng Loan đã lựa chọn tư duy số 6. Đây là một câu hỏi đuổi hình bắt chữ. Các bạn hãy nhìn vào màn hình máy tính của mình và trả lời từ khóa này có nghĩa là gì. 30 giây bắt đầu. Thời gian đã hết. Loan ơi. Dạ. Thôi thì hãy trả lời cho anh biết xem nào. Từ khóa của em nghĩ trong đầu là gì? Theo em thì các dãy số xong rồi một số bị che lại. Nên em nghĩ là mật mã đi. Mật mã nha. Dạ. Dân ơi, Loan dạ, trả lời mật mã rồi đó. Em trả lời gì? Sim số. Sim số hả? Sim số. Ủa? Ý là tất cả những con số này đều có thể trở thành một số điện thoại. Ồ. Thiện. Từ đầu á, khi mà Thiện nhìn vô á là Thiện không nghĩ ra được cái từ nào hết. Nhưng mà cái số phải điền vô là số 12. Ừ. Mà chắc chắn Thiện nghĩ là cái này nó sẽ liên quan đến số 12 ngay lập tức à. 12 là thường tất cả những câu hỏi về tư duy á, nó hay dùng số 12 là liên quan tới tá. Yeah. Mà Thiện nói tá gì ta? Cái xong Thiện thấy là điền vào chỗ trống. Ờ. Tá điền. Chính xác. Ờ. Đúng không? Hay. Cũng hợp lý không? Ủa, tá đúng điền. Không đâu. Không, từ từ, kết quả sẽ được thông báo sau ít phút. Chúng ta vẫn muốn nghe đáp án của mình. Em thì em đơn giản lắm. Em thấy thiếu số 12 nên là em ghi số 12. Rồi, mỗi người đáp án ha. Và tất cả mọi đáp án ở đây không có đáp án nào đúng. Ô, cả. Ôi, để tôi phân tích, tôi sẽ lấy hai cái lập luận chính xác của hai bạn để ghép lại với nhau. Thiện là đúng cái phần tá. À. Minh là đúng cái phần thiếu. Cho nên chúng ta ghép lại là thiếu tá. Trời ơi. Hey, câu hỏi số 2 lựa chọn bởi ai? Thôi còn một cô gái, mời Tam Triệu Dân. Tôi với một. Ok, câu hỏi như sau. Một ly thủy tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra bên ngoài? Thời gian đã hết. Xin mời Khắc Minh, đáp án của Minh là gì? Dùng ống hút. Dùng ống hút cũng là một phương án. Đúng. Thiện gật gù. Đáp án của Thiện là? Là cắm ống hút, hút lấy nước ở dưới rồi. Dạ. Yeah. Chứ bây giờ làm sao? Đúng. Loan sao? Em cũng y vậy luôn á. Y vậy luôn. Dạ. Dân. Wow. Em wow, lại nhận thấy một điểm khác biệt giữa em và tất cả các anh chị ở đây. Em đưa ra một đáp án gọi là đập thủng cái ly, cái đáy ly á anh. Gọi là mình cho một cái vật cứng á,
thì cũng có thể là một ống hút, nhưng mà ống hút bằng sắt. Sau đó em đập chứ em không hút. Ok. Và xin được trân trọng thông báo với em, đáp án của em là sai nhá. Ba đáp án còn lại chính xác, chúc mừng. Ba người còn lại mỗi người nhận được 10 điểm, riêng Tam Triệu Dân bị trừ 5 điểm. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Mời Minh lựa chọn. Kiến thức số 4 đi. Câu hỏi kiến thức số 4, chúng tôi sẽ cho các bạn xem một đoạn video clip. Sau đó các bạn sẽ trả lời câu hỏi cho Minh Sư nhé. Xin mời. Rừng quốc gia Bình Châu Phước Bửu chào đón du khách với khung cảnh rừng nhiệt đới đẹp như tranh vẽ, cùng hệ động thực vật biến chuyển diệu kỳ giữa hai vùng sinh thái. Đoạn video clip đã hết. Câu hỏi của chương trình là: Vườn quốc gia thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu thuộc địa phận tỉnh thành nào ở nước ta? A. Tỉnh Khánh Hòa. B. Tỉnh Bình Thuận. C. Tỉnh Bình Dương. Và D. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 30 giây trả lời bắt đầu. Ba, hai, một. Hết giờ. Mời Chí Thiện. Bà Rịa Vũng Tàu. Tại vì có cái suối nước nóng Bình Châu á. Đúng rồi. Nó Bình Châu. Dạ, đó chính là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thôi để đó nha, xem thử xem là chính xác hay không. Loan. Em cũng giống anh Thiện á, là em nhớ tới suối Bình Châu ở Vũng Tàu. Nên em đã chọn số 4 Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Khắc Minh. Thì em cũng nghĩ là số 4. Số 4, Bà Rịa Vũng Tàu. Táp Triệu Dân. Dạ, em chỉ nhắm vào một chữ Bình. Bình. Bình Dương thì em cũng đã có cơ hội ghé thăm địa quê của chị em. Nhưng còn Bình Thuận thì em chưa tới nên em chọn Bình Thuận. Hay lắm. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cần có nhiều sự may mắn. Nhưng ngày hôm nay may mắn không mỉm cười với em à. Em đã cảm nhận điều đó trước rồi. Chúc mừng ba thành viên. Một lần nữa Tam Triệu Dân bị trừ 15 điểm. Còn một câu hỏi cuối cùng, mời Chí Thiện sẽ lựa chọn. Kiến thức 5. Số 5 nha. Câu hỏi của chúng ta như sau. Món ăn đặc trưng của người dân tộc Hơ Mông ở vùng núi phía Bắc là gì? A. Thắng cố. B. Bánh cuốn canh. C. Lợn cắp nách. Và D. Pa phỉnh tộp. 30 giây trả lời bắt đầu. Hai, một. Mời Loan, đáp án của em là gì? Nếu mà trên Tây Bắc thì em chỉ mới đi được tới Sapa thôi, Lào Cai thôi. Thì lên đó thì em cũng đã từng ăn được thắng cố rồi. Nên là em cứ chọn theo linh cảm thôi, em chọn okay. Thắng cố. Đáp Triệu Dân, thôi bây giờ anh hỏi em trước, biết được em sẽ giống mọi người. Em chọn đáp án Pa phỉnh tộp. Thiện. Thật ra mấy món này thì không có biết hết. Thấy có hai cái mà thú vị á, đó là pa phỉnh tộp với lại lợn cắp nách. Thì Thiện thấy thôi, mình chọn cái lợn cắp nách coi. Tí nữa sẽ giải thích cái lợn cắp nách này như thế nào. Để coi coi Minh chọn cái cuối cùng không Minh. Ba cái phương án khác nhau hết đó. Em phân vân giữa thắng cố với lại pa phỉnh tộp. Nhưng mà tại vì em nghe có đồng bào Hà Mông, cái món họ ăn á, chắc nó sẽ có cái từ ngữ địa phương. Đúng rồi. Thì, từ ngữ địa phương thì lên là pa phỉnh tộp. Là em chọn pa phỉnh tộp. Và với sự lựa chọn của các bạn ở đây, lợn cắp nách là một đáp án chưa chính xác. Chia buồn với Thiện. Hai phương án còn lại ngày hôm nay ở đây có một phương án đúng. Và đó chính xác là đây là món ăn rất đặc trưng, truyền thống của người Hơ Mông ở trung du miền núi phía Bắc. Và món này á ban đầu có nguồn gốc từ Vân Nam ở Trung Quốc và sau này du nhập sang các dân tộc Dao, Tày, Kinh và Hơ Mông. Đáp án là món thắng cố. Chúc mừng. Hay. Huỳnh Hồng Loan, em được cộng 30 điểm, chúc mừng. Và ba người chơi còn lại mỗi người bị trừ 15 điểm. Vậy là thời gian trả lời câu hỏi đã hết. Ngay giây phút này tất cả chúng ta phải bình tĩnh lại. Để làm gì? Để cùng nhau quyết định lựa chọn đâu là cao thủ để mình loại trừ. Bây giờ thời gian các bạn thảo luận bắt đầu. Ai muốn nói trước giơ tay? Thiện nói trước nha. Thiện á, cảm giác lúc nào cái người mà đứng kế bên Thiện á thì cũng có cảm giác là người ta thiệt tình hết trơn á. Tại vì khi mà nghe mà Loan chia sẻ về cái món thắng cố đó thì nghĩ là cô ấy đã ăn thật. Còn cái phần nghiêng về là nghiêng Thiện nghiêng về hai bên kia kìa. Cái phần tâm mà đang nghiêng về của Thiện á là đang nghiêng về Minh. Tại vì Minh có sự rất là bình tĩnh. Nếu như mà lập luận của anh Chí Thiện là nghiêng về phía bên anh Minh và em thì xin hỏi anh Thiện là anh có thấy một cao thủ nào mà quyết tâm trả lời sai hết tất cả những câu hỏi từ nãy giờ như em không? Không. Có chứ em. Có em. Tại vì cao thủ được quyền trả lời sai mà. Có khi là em là cao thủ, em sẽ
nghĩ cái lập luận đó sẵn ở trong đầu rồi. Em đợi tới khi em trả lời sai hết, em sẽ nói ngược lại cái lập luận đó. Đó là kế trong kế. Về cái góc độ của anh Chí Thiện đây thì những cái câu hỏi của chương trình đưa ra và những cái lập luận của anh Thiện thì em cho rằng chương trình của mình đã có một sự gợi ý ở trong cái màn hình của anh ấy. Thì anh ấy có thể lập luận logic là những cái đó và nói ra như kiểu là mình rất là uyên bác. Chính vì vậy mà cao thủ em đang rất là nghiêng về anh Thiện. Lan, theo em thì em quan sát từ nãy tới giờ, em thấy cái con em của... mơ hồ á, bên đó anh thấy mơ hồ á. Trả lời hay là không trả lời, nó mơ hồ lắm. Nó làm sao em không đoán được lắm. Còn Minh á anh, khó đoán quá. Thế bây giờ Minh có, em có được quyền nói ra cái lập luận của mình mà. Em nghiêng về hai bạn này nhưng mà nghiêng về Dân nhiều hơn. Ok, chúng ta sẽ đến phần loại trừ thông qua việc nhắm mắt. Mời bốn người chơi nhắm mắt và hãy làm theo khẩu lệnh của Minh Sùi nhé. Mời Chí Thiện mở mắt, đưa tay về nhân vật Thiện muốn loại. Cảm ơn Thiện, mời Thiện nhắm mắt. Mời Hồng Loan đưa tay thôi, không cần nói. Cảm ơn Loan. Mời Minh đưa tay thôi. Cảm ơn em. Tam Triều Dân, cảm ơn em. Thời gian mình chọn đã hết. Mời bốn người chơi mở mắt. Cần quá. Thật sự ra thì hơi bất ngờ với cái sự bình chọn của các bạn. Tại vì với cái lập luận của các bạn và cái sự voting của các bạn, nó khác hả anh? Khác hẳn luôn. Xin chia buồn với Khắc Minh. Em ơi, em nhận được 3 sự bình chọn của mọi người. Nhưng mà em cảm giác như nào khi 3 người chơi còn lại cùng chọn em? Em cảm thấy tổn thương. Thôi nói chung là đau lòng thì về đây nhá. Chiếc ghế này sẽ dành cho Minh. Kính thưa quý vị, đây, hàng ghế VIP đầu tiên của một vở kịch kinh điển trên sân khấu Truy Tìm Cao Thủ sẽ tiếp tục diễn ra. Chúc mừng 3 người chơi còn lại. Quý vị thân mến, 3 người chơi còn lại chúng tôi vẫn chưa biết được thân phận của họ là ai. Hãy cùng với Minh Dù đến với vòng tiếp theo. Đến vị, xin mời. Quý vị thân mến, đây là Truy Tìm Cao Thủ và Minh Sù xin mời quý vị đến với vòng thi đấu thứ hai mang tên là Định Vị. Đây là vòng thi đấu chỉ có một câu hỏi duy nhất nữa được lựa chọn với sự thống nhất của 3 người chơi may mắn còn lại mà thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục lựa chọn trên màn hình LED những câu hỏi còn lại. Sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận tiếp và loại trừ tiếp luôn. Còn bây giờ sao nào? Lựa chọn câu hỏi đi nào. Thống nhất đi ạ. Kiến thức số 1. Câu hỏi kiến thức số 1 như sau. Hình tròn có cánh trên trống đồng tượng trưng cho cái gì? Có 4 gợi ý cho các bạn. Xin mời. A. Mặt trăng. B. Trái đất. C. Mặt trời. Và D. Vũ trụ. 30 giây bắt đầu. Thời gian hết giờ. Mời Tam Triều Dân. Mặt trời anh ơi. Mặt trời. C. Loan, em lựa chọn. Em là em cũng chọn mặt trời anh. Mặt tại trời. Em nghĩ hình tròn xong rồi nhọn 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 là hình mặt trời. Thiện, sao Thiện? Thiện là phân vân giữa mặt trời với trái đất. Mặt trời thì nó hợp lý nhất. Thì Thiện nên chọn mặt trời. Đáp án của chương trình là mặt trời. Chúc mừng 3 người chơi mỗi người 10 điểm. Rồi bây giờ lập luận nha. Các bạn thảo luận đi. Dân muốn nói trước không em? Anh Thiện à, nghe từ đầu anh cũng đã biết rồi về mối quan hệ của em và chị Huỳnh Hồng Loan. Em biết số phận của anh rồi anh Thiện ơi. Nên chắc hẳn ở đây em cũng không cần phải nói nhiều. Dù em á có cố gắng kéo như thế nào thì anh tin Loan là một con người khi mà chơi là phải chơi cho đúng. Hay lắm. Thích bạn đó, tôi muốn ngồi bên đây để coi cái chương trình này. Chứ không thể nào mà em chơi gì thân tình được. Đúng. Khán giả sẽ nghĩ em như thế nào. Còn Dân nha, thật ra khi mà cái câu này á thì nghĩ á là mặt trời với trái đất có thể là 50-50, nhưng mà bao nhiêu câu dễ, ngay cả câu ly thủy tinh mà em ấy còn dám đục từ dưới đục lên cắm ống hút vô dễ hơn mà em không trả lời. Mà tại sao lần này em lại nghĩ như vậy là đúng? Bởi thì thấy không hợp lý, cho nên thì nghĩ á, thật ra ở cái khúc này cái người quyết định á là em. Thì tiện cái khúc này em thấy bao nhiêu gánh nặng nó đặt lên em. Không, bây giờ như này, Loan thân mến, em hôm nay là giống như thiên thần áo trắng vậy đó. Không ai nghi ngờ em luôn anh. Không ai nghi ngờ em. Anh không nghi ngờ em luôn á. Nhưng cái quyết định của em nó sẽ làm cho một người vui vẻ hoặc là một người đau đớn. Em hãy nói ra cái quan điểm công tâm nhất của mình thì sao nè. Theo em biết á, là con em á nó chơi game show rất nhiều rồi anh.
nhưng nó trả lời luôn sai. Không phải chương trình này không, mà chương trình khác nó cũng luôn sai. Em chơi với nó em biết, nên là giờ em đang không biết là nó thiệt hay nó diễn nữa. Bon bon. Hết giờ. Chúng ta sẽ quyết định. Mời ba người chơi nhắm mắt. Tam Triều Dân mở mắt. Mời em đưa tay về nhân vật em muốn loại. Cảm ơn em. Mời em nhắm mắt. Xin mời Chí Thiện. Cảm ơn Thiện. Rất quyết liệt. Mời Hồng Loan. Cảm ơn em. Mời ba người chơi mở mắt. Ôi đau xót thân tôi, tại sao đàn ông hay bị loại. Chia buồn Chí Thiện. Không, anh không tin em nữa. Thiện qua đây. Qua đây với tôi. Em nói anh rồi, anh tính sai rồi. Và bây giờ vòng cuối cùng mang tên Lộ Diện, xin mời. Quý vị thân mến, đây là giây phút cuối cùng của Truy Tìm Cao Thủ vòng thi đấu Lộ Diện. Chương trình sẽ còn lại những câu hỏi như thế này. Thống nhất đi nào. Vậy thôi, kiến thức số kiến thức 3 đi anh. Tam Triệu Dân, em đồng ý không? Kiến thức số 3 nha. Đất nước nào có kim tự tháp bằng kính? Có 4 gợi ý cho các bạn. A. Pháp, B. Anh, C. Mỹ và D. Đức. 30 giây bắt đầu. Hết giờ. Thôi bây giờ hai tụi em đi đồng thanh cho anh cái coi. 1, 2, 3. Mỹ. Anh. Mỹ và Anh. Tại sao là Mỹ? Mời Tam Triệu Dân. Em không nhớ cái tên của cái tháp đó, nhưng mà nó là bằng kính ở Mỹ. Vâng. Rồi còn em, tại sao là Anh? Em dự đoán đại thôi anh. Tại vì thật ra em cũng thích Anh, cho nên là em chọn Anh á. Anh và Mỹ. Dạ không có đáp án nào đúng thấy luôn. Thấy chưa? Đức. Đáp án là Đức đúng không? Đức là một đáp án sai luôn. Pháp. Vậy là Pháp rồi. Đó chính là Pháp. Bởi vì anh có chia sẻ là cái kim tự tháp bằng kính này nó nằm trong một khu bảo tàng. Đó, cho nên là thường ở Pháp sẽ có nhiều khu bảo tàng hơn. Và đáp án chính xác là ở Pháp, Paris. Chia buồn với hai bọn em. Yeah. Bây giờ là khoảng thời gian để tất cả chúng ta sẽ đi tìm ai là người có điểm số cao nhất và ai sẽ là người có điểm số cao nhì sau khi quay trở lại với hai thành viên ở đây. Ánh sáng tắt. Như thường lệ ở những mùa trước, vòng lộ diện này chúng ta chỉ có một luồng sáng mà thôi sẽ dừng lại ở vị trí của ai. Là người đó sẽ chiến thắng với 10 triệu đồng. 3, 2, 1, dừng. Chúc mừng! Chúc mừng Huỳnh Hồng Loan, bạn đã chiến thắng với một điểm số rất cao, 170 điểm. Tam Triệu Dân, em có 5 điểm. Vô chỗ. Bây giờ nè, mời Thiện với Minh về vị trí của mình luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nói thân phận của mình. Loan, em là ai? Em là người dịch chuyển. Người dịch chuyển. Em dịch chuyển điểm của cái người mà loại ở vòng 1 là Minh luôn. Wow. Vậy là em đã có toàn bộ điểm số của Minh về đúng cho rồi. Em rồi. Và hai người còn lại không có điểm gì cả. Nha. Rồi tiếp tục. Thiện, bạn là ai? Người hoán đổi. Người hoán đổi. Bạn hoán đổi vị trí của ai? Thiện hoán đổi vị trí của Loan. Vậy tại sao nãy giờ không loại Loan? Đầu là Thiện định hoán đổi với lại Minh số 3 để loại lên Minh đầu tiên. Còn Loan là Thiện đã có cảm giác ban đầu là không phải cao thủ rồi, cho nên thì không loại. Tam Triệu Dân, em là ai? Em là người phong tỏ mọi người. Yeah. Đúng rồi. Chưa? Cho nên cao thủ biết thuốc ngày hôm nay là Khắc Minh. Ba thành viên còn lại phải vỗ tay cho Minh tại vì diễn tới giây phút cuối cùng. Vâng. Mời 4 người chơi ra nhận thưởng ạ. Quý vị thân mến, trên tay Minh Sù là tấm bảng của người chiến thắng nhận được 10 triệu đồng của tuần này. Yeah, xin được chúc mừng cho Huỳnh Hồng Loan. Cảm ơn anh. Mở hàng đắt nha. Mở hàng nhưng đắt. Mà Minh Sù nghĩ là đó, mọi người thấy không? Cao thủ ngày hôm nay là Khắc Minh nhưng mà vẫn không hoàn thành được, bởi vì là chúng ta có rất là nhiều những người chơi xuất sắc ở đây. Chúc mừng cho Tam Triệu Dân về nhì với 5 triệu đồng. Chí Thiện và Khắc Minh thôi. Mình có 2 triệu mỗi người nha. Hai mình nghĩ cho cố vô. Cảm ơn những nghệ sĩ đã đến với chương trình. Chúc cho các bạn sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công hơn nữa trong sự nghiệp nghệ thuật của mình nhé. Cảm ơn.
Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại chương trình Truy Tìm Cao Thủ tuần này ở đây. Và Minh Xù phải dành một lời hứa hẹn đến với tất cả mọi người vào tuần sau. Khung giờ quen thuộc là 19 giờ 15 phút ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một sân chơi. Các nghệ sĩ rất là dễ thương, năng động và đặc biệt là họ sẽ bắt đầu hóa thân cùng với chương trình. Còn bây giờ, Minh Xù phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên. Và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn. Hoa đào hoa mai đón nơi xuân, nhưng cành hoa mang phước lộc.